Con này rất mới lạ và các em chắc chắn đã chưa bao giờ trải qua. Như kiểu đi thi hoa hậu đúng không anh? Đúng rồi, có cái kiểu bóc tờ giấy xong ứng xử ha. Không đoán giả là non nữa. Dạ ok. Nghĩa là bây giờ anh sẽ cho các em đóng một tiểu phẩm. Đóng kịch. Và bên này nãy là người chiến thắng rồi, nên là bên này sẽ được quyền là người đổ oan cho nhân vật bên này. Bốn người là những người bạn thân với nhau, nhưng mà sau đó thì bạn bị đổ oan là lấy cắp tiền. Và ba người này phải xử lý tình huống đó. Em sẽ phải xử lý lại những tình huống mọi người đổ oan cho em. Cố lên Hà ơi. DJ chuẩn bị nhá. Phần thi bắt đầu. Ăn xong chưa? Thôi hay là hôm nay mon bao đi mon. Ơi, cho bao à. Mày bao đi. Trời, lâu lâu mới thấy bao một lần nha, có tiền không á. Trời, đại gia không á trời. Ba mẹ cho nó biết bao nhiêu tiền mà không biết. Không dám đâu, dạo này thi rất lắm nha. Mỗi lần thi vô trường là mua nước cho thi. Phí ở đâu nhỉ? Trời ơi, hồi nãy ôi xạo đúng không? Cái này là muốn tụi tôi bao nè. Không có được như vậy nha. Thôi giấu ở trong cái vớ á. Mày coi đi cái mày để tiền đi. Để vớ mày. Ai biết được mày. Nó thôi thôi rồi. Mày đem bao nhiêu? Tao đem 5 triệu lận. Trời ơi. Cái gì mà 5 triệu? Trời ơi. Tao định là đi mua đồ xong, đi mua đồ xong rồi đi ăn nữa. Mày làm gì mà mất dữ vậy? Có khi chết rồi. Từ từ khoan, 5 triệu là nhiều lắm đó. Thôi hai đứa trả cho mày về nhà với tao. Trời ơi, mày có nhiêu? Tao đem có 100 ngàn à. Đem có 500 mà, nhưng mà không sao, hình như tao có thẻ. Không phải, chết rồi. Có thẻ. Mày lấy thẻ. Chị ơi, tính tiền cho em chị. Dạ. Dạ đây em, của em nói chung là cũng không nhiều đâu. Nói chung là mỗi đứa 500 thôi. Ok, cảm ơn nhá. Mấy đứa về sau nhá. Mày bắt taxi đi. Từ từ mày ơi. Mày nghĩ lại coi. Tao nhớ rồi. Mày con thân ở nhà. Tao biết ngày là cái con đó mà. Ủa nhưng mà tao nói nè, bây giờ ví dụ mà con Hân nó có ở nhà đi thì sao mà biết chắc là nó lấy được. Nói cho nghe nè, không thấy nó mới chuyển vô trường hả, nghèo muốn chết luôn. Nó đeo bám rồi mà nó chơi chung với mình. Nó thấy nó cũng dễ thương, ai về đúng là mày đừng nói vậy. Thôi để tao điện taxi, đợi tí. Hồi nãy tao mới vừa thấy nó. Hân đâu? Hân. Hay quá, nhạc hay quá. Đạo diễn âm thanh đúng không? Ủa tụi mày đâu có về hả? Sao lâu về mà đổi tao? Để đạo chuyện với nó. Mới sáng nay ấy, tao đi ngoài đường ấy, tao cầm cái bóp, xong rồi tao hỏi mày là ví tao để đâu, thế mày để đâu rồi? Thì tao để trên giường của mày, mày lấy đi rồi mà, lúc mày đi mày lấy rồi. Mày kêu mày bỏ vào túi của tao rồi nhưng mà không có. Tao nói với mày tao để trên giường, mày lấy đi rồi. Mày lấy đúng không? Thôi ê, mày bất giận đi, mày làm gì vậy? Tao cái kiểu mà ăn cắp tiền của bạn nhá, tao sẽ không bao giờ làm như vậy với bạn thân của tao, nhưng mày đã làm như vậy với tao. Tao nghe nè, sự thật á là tụi tao á là con nhà giàu. Mày á chỉ là một cái đứa bần hàn từ dưới quê mới lên. Bình thường mày nghèo lắm mà. Vì tiền đâu đi làm tóc vậy em? Anh nhẹ. Thôi tao không có lấy tiền của thằng anh. Mày không lấy thì ai lấy? Mày á, mày đú mày chơi với tụi tao để làm cái gì? Để lấy tiền của tụi tao chứ gì? Đúng không? Thôi Mân. Chị Na, mày nói vậy. Nó ăn cắp tiền của thằng Mân đó. Đó giờ chưa biết ăn cắp là gì. Mon, hiền hạ nhất là ăn cắp, mày có biết không? Mày chơi với tao đó giờ sao mày không hiểu tao Mon? Vì tao không hiểu mày đấy. Mày nói tao lấy tiền của mày vậy mày có bằng chứng không? Nhưng mà sáng nay tao bảo mày vào rồi nhưng mày đừng có đụng vào tao. Mày ở nhà của tao, mày không được lớn tiếng. Hồi đó lúc mà bố tao còn làm giám đốc. Sao? Mày đi theo tao, mày lo cho tao từng chút một. Ừ. Tới chừng bố tao phá sản, mày rủ tao lên Sài Gòn. Tao theo mày, tao học, tao làm mọi thứ với mày. Nói chừng bây giờ bố tao ngã bệnh, mẹ tao ngã bệnh, mày nên đem ra cho tao cắt tiền mày à? Tao vẫn đang lo cho mày, mày đừng nói như vậy. Tao vẫn đang lo cho mày. Tao chơi với mày này của tao. Mày thừa biết tính tao thế nào? Tao không ăn cắt tiền của mày. Mon thằng yêu, có gì sai không Mon? Mon mày sai gì? Không, mày coi lại đi. Hai đứa bay nên biết hai đứa bay đang ở vị trí nào. Tụi bay nên biết tụi bay có bằng chứng hay không. Tụi bay đừng có vô quan như vậy. Tao chơi hai tụi bay bao nhiêu lâu, ngay cả nó. Ê, ai làm rơi bóp tiền này? Ê, có ai làm rơi ở đây không? Alo. Ôi, đúng rồi. Ôi, ê, hình mày nè Mon. Thiền của tao. Trời, tao nói rồi thấy chưa. Mày tự nhiên mày là... Cuộc sống nó đau lường trước điều gì tụi bay thấy không? Mon. Thôi mày về mày... Tụi bay biết xin lỗi không? Ê,
tao không cần lời xin lỗi từ mày. Tao cần lời xin lỗi từ cái thằng đó. Thì mày cứ coi như tụi tao, mày biết tính nó giờ tao nóng mà đúng không? Thì mày biết mỗi lần tao nóng tao hay nói bậy lắm. Tao nói bậy tao bạ mà. Bậy, nói chung là mày đi qua bên đó mày nói cái thằng đó xin lỗi nó chứ không phải là xin lỗi tao. Xin lỗi. Mày là đứa sai nhiều nhất, sao mày không biết đi xin lỗi? Tao không nói gì chuyện. Nói gì nói kìa. Mày giờ chuyện sao? Tự nhiên món đứa này cho tao cái mày nói nó mất tiền. Cái tao tin mày cái tao bây giờ. Bây giờ nãy con Hân nó cũng nói hoàn cảnh gia đình nó rồi. Ok tao sai. Bây giờ tao không biết phải làm gì để cho để chuộc lỗi mày nữa. Thì tao nghĩ mày đang cần nhà. Ok, tao sẽ đưa mày một số tiền để mày trang trải cuộc sống. Xin mời tao sẽ đi. Để mà lại đi. Sao mày dám coi thường tao hả mày? Cân. Trời ơi. Trời ơi em ơi. Tựa xem xong vở kịch này anh rất là xúc động. Và cả là rất là bất ngờ. Kiểu sao mà trong khoảng thời gian anh chỉ cho các em 30 giây thôi và mọi thứ cứ thế các em xoay chuyển tình thế rất là nhanh. Thật sự là mọi người diễn rất là tốt luôn, nhưng mà có điều em hơi buồn cái kết một chút. Em đã mong nó là một happy ending, nhưng mà tự nhiên anh Mo làm trái lại những gì mà em suy nghĩ luôn. Ý là cái kiểu đó là một cái người nhà giàu ấy thì họ sẽ có một cái tự trọng rất là cao, cho nên là họ sẽ không bao giờ xin lỗi hoặc là nhìn lại cái người mình đã mắng chửi như vậy. Thế nên là họ sẽ chỉ đưa một cái gì đó tài sản quá lớn để mà bù đắp lại sau đó người ta sẽ đi một chỗ khác để mà kiểu gánh nhận hậu quả ấy. Anh nghĩ đấy là một cái tâm lý nhân vật rất là tốt. Em còn tưởng là khúc cuối là lúc mà chị Minh nói Mon xin lỗi đi thì Mon sẽ xin lỗi em, sau đó em sẽ ơn mọi người và tha thứ. Cuối cùng cái nó giục bút tiền trên mặt em. À sao em giục bút tiền xuống đất? Nhắc tới cái vụ bóp tiền mới thấy là đi chay công nhận là giỏi ghê. Tiền đâu ra là thấy được cái bóp tiền, ai làm rớt tiền nè. Có Hailey với Winner nè. Chứng tỏ là DJ là người giải quyết mất đúng không? Hay quá. Chay giỏi. À đây, thu tiền. Thu tiền, tôi mấy luôn cái thẻ của người ta đi luôn. Qua đây.